Nước bún tô bạn không hết, giờ hơi vậy là không làm khó em nha. Xuống rửa chén được không? Xuống rửa chén được không? Giờ em muốn chắc chắn thanh niên này phải rửa chén á. Anh lấy em 5 phần phở. Một tô nhiều dữ vậy? À, 4 tô á. 1 hour later. Thí dụ như nếu mà rửa chén thông thường như quá nhanh vậy phải cần từ 3 đến 4 người đổ lên mới rửa hết cái lượng chén này, mà nhiều khi là còn không đảm bảo vệ sinh mà không sạch nữa. Nhưng mà khi trong cái máy này á, họ tiết kiệm luôn, chỉ cần một người đứng chạy được rồi. Quán phở Quỳnh Mai 256 quốc lộ 22 tổ 2 ấp Hầu xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi. Rồi có một thanh niên đang cái gì vậy? Há miệng chờ khế hả? Anh ơi, sao tự nhiên đứng cầm túi hứng cây khế vậy? Anh đã tới quê hương của anh rồi. Ừ, quê hương là chùm khế ngọt. À, nhưng mà nói chung mình chờ quả cả nhà, để quả ăn khế là chụp quả liền, bắt nó ra đảo liền. Muốn có vàng hả? Tới niên này rồi là cả nhà ơi, mình đến rồi nha. Hôm nay mình sẽ ghé quay quán phở Quỳnh Mai. Thì giờ ở đây có một cái lượng khách rất là khủng luôn cả nhà, với lại bán phở ngon lắm. Bỏ Sư Lộc mỗi lần về Củ Chi là hay ghé đây ăn lắm. Đúng rồi, cho nên bây giờ sẵn ghé mình quay clip luôn. Giờ vào quán nha. Giúp đây. Cánh này cứ nấu hết một mẻ rồi mình lấy hết nước ra, xong rồi mình mới bỏ cái nước mới vào anh. Đây là chủ quán phở Quỳnh Mai nè các bạn ơi. Thì anh ơi, quán của mình là quán được bao nhiêu năm rồi? Năm nay 22 thì được 22 năm, 21 năm. 21 năm. Anh thấy cái nồi này rất là thu hút luôn á. Nhìn ngon ghê. Bên trong là anh nấu với những cái gì mà xương? À, bên đây là anh nấu xương, thịt, rồi gọi là người ta hay dùng từ là nạm á, như là gân nữa, gân nữa, rồi có sụn nữa, có vài sụn nữa. Nói chung là nấu hết luôn. Cái này là anh nấu này á, là nó đặt từ dưới lên trên luôn chứ không phải nấu ở lớp mặt nha. À, mọi người không anh cái giá nó phải sâu cái này hả? Thịt cơ đó. À, nấu là nấu nó đầy cái nồi vậy chứ không có phải nấu mà kia. Dạ, dạ. Mà nấu là anh nấu là xài luôn chứ không phải nấu rồi châm đi châm lại, tức là nấu này nồi này nấu sao bán vậy luôn á. Rồi, nếu mà vậy thì em nghĩ là cái nồi này, đồ điện này là cũng phải bao nhiêu lít vậy? Cái nồi á, nồi này là 200 lít em. 200 lít luôn. Đó. Nồi này 200 lít. Mà để mà được đun một cái lượng nước như vậy á thì mình sử dụng cái nồi điện nó vẫn hiệu quả hơn đúng không? Nồi điện hiệu quả hơn nhiều chứ em. Dạ. Nếu mà với khối lượng nước thế này mà em đun cái nồi bằng bếp ga là em phải tiến hơn. Dạ. Một giờ đồng hồ hơn. Nhưng mà với cái nồi điện này á, công suất này em xài á, trong vòng 20 phút là nó đã sôi như thế này rồi. À. Đó, thành ra nó rút ngắn, nó rút ngắn cái thời gian của mình lại rất là nhiều. Bên quán mình thì cho là em thấy quá là đâu còn nhiều khách á, cho nên là anh cũng áp dụng vào những cái máy như là những cái hệ thống điện á. Rất là hay. Thì bây giờ thì nó nói nghe là bây giờ hiện tại bây giờ là khoa học kỹ thuật công nghệ nó tiến bộ rồi. Thì cái gì em cũng phải lồng ghép vô chút xíu, đừng xài để bây giờ nó hẳn luôn. Bây giờ nếu mà cái gì mà em cũng chi phí những đầu nhân viên cao á thì giá thành tô phở nó lên cao. Thì em nó là mức độ khó cạnh tranh. Chất lượng dĩ nhiên phải đảm bảo rồi, nhưng mà mình làm sao mà để giữ vững bình ổn giá để cho khách hàng ăn á, thì đó mới là vấn đề quan trọng. Chứ còn mà cứ bán mà cái hôm nay giá này mai giá khác thì nó lại là vấn đề khác rồi. Bất chấp giá xăng. Đúng rồi, không xăng dầu mình vẫn giữ được cái anh bán là giá anh giữ vững là cả năm hai năm trời anh vẫn giữ giá đó, anh không lên gì hết. Dạ, thử coi một tô bên mình như thế nào nha. Rồi ok em. Đây là phở Quỳnh
ngoài. Đó, đồ này. Đây là miếng này ha. Còn kia là sụn. À, đó là sụn đó em, đó sụn. Tô nó nằm gần. Dạ. Tô này thì bao nhiêu vậy anh? Cái tô này á, tô này hiện tại em giá bán giá là 55.000. 55.000. À, 55.000. Đó, còn tô bên đây là tô bên đây là tô tái gân. À, cũng một dạ, giá là 55.000. Dạ. Đó, rồi còn đồ ăn thì rất là nhiều bên trong kia nữa, rồi dạ, bên kia nữa. Nhưng mà mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh bán hả? Anh bán thường thường là chính nếu chính thức bán á là 5 giờ rưỡi sáng đến bán 11 giờ rưỡi. À, 5 giờ rưỡi đến 11 giờ. Chỉ bán buổi sáng thôi. Mình bán chắc xuyên suốt luôn mà đâu nghỉ ngày trong tuần đâu anh ha. Anh là trong anh không nghỉ trong tuần. Bán suốt, lễ Tết anh bán hết, không có nghỉ ngày nào cả. Dạ, đó nghe. Nước lèo nè. À vậy là cái nước lèo này là anh thấy trong à, đúng rồi, là từ đó đó, qua đây thì cái nước lèo này nó phải độ hầm của nó. Dạ. Nếu em nấu á, thì từ là 6 đến 8 tiếng thì thịt xương nó mới mềm. Dạ. Nó mềm xong vàng em mới xử lý dứa hết toàn bộ ra đi. Rồi anh mới để anh để ủ lại là hôm sau nó bán. Ừ. Thì xong cái thời gian mà nó đi vậy á là nó thấm cái gia vị. Đó, tại nó có một cái túi vị nữa. Con để giới thiệu cho xem. Ê. Đó, nó một cái túi gia vị như thế này. Nếu mà mới nấu nhỏ thôi nhưng mà nó có vỏ. Đó, đó là những cái loại này đó vậy anh, đó là những cái hũ đó đó. Anh sâu ra luôn cho cả nhà coi luôn. À. Quế hồi rồi này. Đúng rồi. Quế hồi thảo quả đó. Rồi đó kia là trần bì, cái kia là tiểu hồi. Dạ, nhưng mà như anh chia sẻ là với mấy bạn nhân viên bên quán là trong suốt quá trình mà Covid đó là làm ở đây là ăn phở không luôn. Gần như không phải là suốt quá trình Covid mà từ đi bán tới giờ là ăn phở suốt luôn. Dạ. Có nghĩa là sáng thì có thể là ăn sáng bánh mì hay là mấy bạn còn thích xôi hay bún gì tùy thoải mái không. Dạ. Đó là luôn. Nhưng trưa toàn bộ nhân viên anh đều ăn phở tại trưa lúc đó rảnh rỗi rồi. Chứ bây giờ đang bận rộn thế này thì không thể nào mà ngồi dạ, tịch tan mà ăn phở được. Mà bảo đảm với em 100% luôn là toàn bộ nhân viên anh là trưa là đều ăn phở hết tất cả. Với lại cái mình muốn nói đây là khi mà ăn phở như vậy thì các bạn trong quán nhân viên không có ai bị nhiễm. Chính xác luôn. À, gia đình anh và tất cả nhân viên của anh luôn. Dạ. Không có ai bị nhiễm Covid hết. Cũng một phần mình nghĩ là do những cái tất cả những cái gia vị nguyên liệu đó là những thành là thành phần chính. Dạ. Ngoài ra trong nồi nước lèo nấu trong đó là có hành tím nè, hành tây nè, gừng nè. Đó. Thành ra rồi nấu tương thì có tỏi nè, có ớt nè. Dạ. Tất cả những loại gia vị đó là nó góp phần làm ra là nhiều khi nó cũng đẩy lùi dịch bệnh đi. Đó. Đó. Đây cũng là lý do mà chúng ta phải nên ăn phở thôi cả nhà ơi. Ôi con này giờ nhìn đồ ăn quá trời luôn. Đó. Con này chắc giá cao hơn. Không. Cũng 55 rồi. 55 hết tất cả. Anh bán đây là đồng size hết. Dạ. À, tùy theo ví dụ như tái nặng gân hay tái gân gì đó. Có cái phần đặc biệt không anh? Phần phở đặc biệt. Đặc biệt hả? Đặc biệt thì chỉ có dành cho em thôi chứ không có đặc biệt. Tại vì quán anh thì chỉ có tô lớn và tô nhỏ thôi. Đặc biệt ví dụ như là người ta bảo là ăn giống như ăn tô tái đặc biệt, tức là một tô tái toàn bộ mà tô tái lớn thôi. Da gầu hết là mồm đó. Đặc biệt đi. Tô này gọi là quá đặc biệt. Này gọi là biết sai luôn á. Tô này mà nấu vô cái tô phở này thì chắc phải là phải 4 5 tô này nó mới vô được cái tô này. Đó. Thì bây giờ nhờ anh làm cho em này em lấy 4 phần đi. 4 phần ha. Đây. Ồ, oh, đó anh để trong cái lồng này nè. Con lấy cho mượn chú mượn cái chú mượn cái thao đây cho. Thao to, ok. Đây. Đây là. Dạ đây. Bên trong đây là cái sục. Đó. Nấu trong đây thì nó sẽ có cái màu tươi hơn. Đó thì bán là bao nhiêu thế này. Bán ở như này đó. Là anh luộc nó chỉ chín khoảng chừng đâu là 70-80% thôi. Dạ. Đó, sau khi xong anh mới bỏ đây anh hầm lại nữa. Dạ. Thì nó bây giờ tới độ thì bây giờ mới bán cho khách hàng ăn nè. Mà châu con lấy này con châu qua kia luôn. Bây giờ anh hỏi cái này, suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Suy nghĩ kỹ chưa? 4 phần là nhiều lắm đó nha. Chứ anh nói là cỡ ăn thì cũng ăn cũng mạnh, tương đối mạnh. Anh là một tô này anh ăn là muốn không hết đó, không nổi đó. Mình giao kèo trước nha. 4 tô á mà ăn không hết tính sao? 4 tô ăn là hết cá hết nước á. À, ok, dĩ nhiên hết cá nước chứ phở ăn là ngon nhiều nước mà. Dạ. Nếu 4 tô mà ăn không hết thì giờ hơi vậy là không làm khó em nha. Xuống rửa chén được không? Xuống rửa chén được không? Ngày quán bán quá giờ sao sao rửa nổi. Vậy mới được, vậy mới cá em chứ. Có đủ gan đảm không để mà gánh vác rửa chén hay không chứ. Em nghĩ là 4 phần trong khả năng của em á. Vậy hả? Vậy chắc là không rửa chén đúng không? Mày yên tâm. Em ăn xong đi rồi anh dẫn cho em coi rửa chén. Rửa chén rất đơn giản, chỉ cần một người rửa thôi. Ủa? Một người rửa đủ rồi. Bây giờ coi luôn được không anh? Được chứ. Dạ.
Đây cho biết lưỡi chén thế nào. Thấy chưa? Giữ đi anh. Đặt lưỡi vô, thấy chưa? À. Đây rửa chén này là chỉ một người chị này rửa thôi. Đây là chạy dĩa. Đây to chén đây, tất cả chén đây. Ví dụ giờ đăng hết dĩa xài mình chạy dĩa. Đây là ví dụ như đang chạy nửa chừng, bây giờ anh cho chạy tô nè. Đúng rồi, thôi chạy em đó. Rồi em qua kia lấy đi. Đó, chỉ cần một người thôi. Đó. Bên kia. Đó, họ qua kia họ lấy. Đúng. Sạch luôn, chạy một cái một là sạch ngay thôi nè. Cô cứ để lên chạy thôi nè, như chén nhỏ nè, anh có thể chạy một lần mấy cái nè. Thí dụ như nếu mà rửa chén thông thường như quán như anh vậy phải cần từ 3 đến 4 người đổ lên mới rửa hết cái lượng chén này, mà nhiều khi là còn không đảm bảo vệ sinh mà không sạch nữa. Nhưng mà khi trong cái máy này á, họ tiết kiệm luôn, chỉ cần một người đứng chạy được rồi. Mà cái tô em ra rất là hợp vệ sinh. Cái tô của em là nhiệt độ đây là từ 65 đến 70 độ C là ok. Tại nóng quá mình cầm không có nổi, nó cũng nóng vừa phải thôi chứ không thể nào 100 độ được đó. Thì bây giờ là chạy xong con kia là nó vừa sạch, nó vừa vệ sinh, mà cái tô mình nó nóng đem lên, ví dụ nếu mình có gấp mà mình cần sử dụng liền thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Chứ mình xài như vậy đó, nó lợi cái đó. Cái này thì em rửa được anh Tố được không? Cái này em rửa được. Vậy thế vậy là ráng ăn hết tô nha, chứ đừng cố tình rửa nha. Thì phải cố gắng có rồi được đó. Đâu đây, đây đang nhiệt độ là 60 xong rồi sẽ tại mình không chỉnh nữa. Không em đang nước bốc khói sôi không? Bốc khói đúng rồi đi nóc nhân nghĩa à. Có rất là nhiều chút còn huy chưa thể hiểu luôn. Và ở đây có một chút khói hotline, các bạn nào mà nhà làm quán ăn này kia hay là không quán ăn xong rứt xong rứt còn có lợi em. Dạ. lợi nhiều lắm đó. Thì đây như anh chia sẻ luôn đó nha, như chi phí đầu tư cái này là lại không cao. Dạ. À, không cao đó. Tại vì chắc anh mua cái máy này cái đây là cũng chắc là chục năm hơn rồi. Dạ. Chục năm rồi, mà thời điểm anh mua là 100 triệu. Dạ. Thì em nghĩ đi, anh chỉ cần tiết kiệm một người nhân viên là lương 5 triệu thôi. Thì có phải là một năm mà tiết kiệm hai nhân viên làm lấy máy không? Dạ đúng rồi, một năm thôi. Không, anh tính bài toán rất đơn giản không? Dạ. Nhưng mà anh nghĩ chắc sẽ có nhiều sai ha. Có nhiều sai lắm, nhiều sai, nhiều kích cẩu. Tức là bên phía công ty họ nhận thiết kế phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của quán mình. Dạ. Chứ không phải là cái nào cũng bề dày. À. Đây là cái máy bây giờ thì mà chuyển máy. Đúng rồi, chuyển nó chạy ra đó. Đó, giờ mình thí dụ như mình có hai người thì nó lại nhẹ công, còn nếu không thì nếu mà lỡ cái chị này chỉ bận việc gì đó thì chỉ có việc đi một người làm cũng được bình thường. Cái máy này á, thật sự là chỗ anh Nghĩa là ảnh gọi là sáng tạo lại, rút gọn lại những cái gì hay nhất. Cũng cái máy này mà nếu của Đức á, giá trị nó gấp tới 5 đến 10 lần, nhưng mà điều hiệu quả không cao bằng về. À. Tại vì biết sao cái công nghệ của nó phù hợp cho ở nước ngoài họ xài, nó tự động rồi, nó chi tiết nhiều lắm, nó không có phù hợp cho mình. Ảnh về á, ảnh gọi là tìm làm sao mà để cho nó phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của người dân ở mình đây. Nhưng mà cái máy này á, anh là có cho thuê không ạ? Cái đó thì anh không biết, nhưng mà anh nghĩ cái giá thành đó đầu tư đáng mà không cần thuê. Yeah. Tại vì biết sao, cái tiền thuê của em thì em đã tiết kiệm nhân công, mà em đi thuê cái máy thì cũng nhân công. Đúng không? Nhưng mà em thuê vậy thì cái máy nó hư, bảo trì bảo dưỡng nó cũng cực. Nhưng mà bên chỗ anh nghĩ là hay chỗ này nè, em cứ việc tới chỗ nào anh tới hỏi anh xong rồi anh sẽ dẫn em tới quán xem đi, cái mức độ đầu tư có đáng hay không hay đáng đầu tư. Ok, anh không phải là PR cho anh Nghĩa, nhưng mà tại vì anh xài anh thấy tốt thì anh nói thôi. Anh đã tìm hiểu rất nhiều, cuối cùng là anh chọn bên chỗ Đốc Nhân Nghĩa để anh làm. Toàn bộ là này là tự động hết nha, tự động báo hết, có nghĩa là nước không có cũng báo, rồi nó hoạt động không được cũng báo, cái gì hư cũng báo hết, tức là hệ thống tự động hết toàn bộ. Tự động hết toàn bộ. A few minutes later. Rồi cả nhà ơi, anh mới vừa bật đúng không ạ? Đúng rồi, anh mới nãy là nó nguội rồi nha cả nhà. Đúng rồi. Bây giờ anh mở lên em thấy nó sôi liền bây giờ. Mới mở lên luôn á là cả nhà thấy không? Sôi liền luôn. Thôi bây giờ em nhờ anh làm giùm em 4 phần cho anh Lộc đi. À Châu con nhặn trụng giùm em 4 gắp thở vô đây nha nhặn. Bốn nha. Cái giọt thở nó còn không? Nhưng mà anh ơi, giờ em muốn chắc chắn thanh niên này phải rửa chén á, anh lấy em 5 phần phở.
Dạ đúng rồi, đúng rồi, thanh niên vô trong rồi anh. Còn đồ ăn á thì anh lấy cho em một phần là thập cẩm đi đó, bốn phần còn lại anh lấy cho em cái sục. Ok, đó, nhìn cái tô hoành tráng luôn. Cho thanh niên này bắt buộc phải rửa chén anh ơi. Như là chết chắc rồi. Đúng rồi, ơi. Đây Phân đi Hùng thông đồng với lại anh chủ. Không thuốc, thôi chứ thuốc là chết liền. Gì chứ đồ ăn ở bên quán không thiếu đâu nha. Không, cái này là phải nói là rất công bằng nha. À, công bằng nha. Phở mình, anh là anh đông tôi ly đàng hoàng thì đủ hết nha. Chứ ăn không phải là cứ bốc như chỗ khác. À, nó đông, có định lượng luôn á. Có định lượng hết. Ồ. Nhà ơi, tin 5 giấc thở vô đó nha. Ừ, đó là 50 ly á cả nhà. Rồi để mình lại gần mình quay nha. Châu xả một phần nước lèo, cậu đổ thêm nước lèo đi. Lấy cái xô xả nước này. Cái nước trụng của anh á là dạ. Anh cũng dùng cái này biết mà không biết nói đâu. Đúng nó, rồi. Nó bể đầu hết. Tại em nhìn em thấy nó có cái màu này là em biết cũng có cái bí quyết đó cả nhà. Ba phần rồi đúng không cô? Trời ơi, ba phần mà phở rồi, trời rồi đi rồi. Đây nước lèo nữa nè. Đây cũng là một bí quyết đó. Dạ. Cái này ít có ai biết lắm, nhưng mà thôi. Đúng rồi, bí quyết mà em không có tò mò cái đó đâu. Mà dạ. Đối với anh bí quyết thì hay bí quyết cứ việc cho mọi người biết. Dạ. Cái những cái gì biết, nếu mà ai làm tốt hơn thì mừng cho người ta thôi. À. Trời ơi, 5 phần phở rồi cả nhà ơi, chết rồi. Đúng rồi. Luôn á. Con cân này là 4 tô sùng hầm, một tô còn lại là thập cẩm. Bỏ đây. Đây là mấy bạn nhân viên đeo bao tay đầy đủ luôn cả nhà. Còn cái tô này nè, tô này là tô thập cẩm đầu tiên nè. Đó, tô thập cẩm là cũng 55 luôn hả anh? Đúng rồi, 55 thôi. Ồ, 55 ngàn rồi, đi ngay đồ ăn nè cả nhà. 55 ngàn rồi, đó. 55 ngàn. Có bầu viên nữa. À, cái bầu viên này hình như anh nhớ là mình nhà làm. Đúng, chính xác. Đó, bầu viên đó nha. Ngon lắm, bữa mình ăn rồi, dai dai mà thơm mùi bò lắm. Ủa cái này cân luôn nè. Cân hết. Có tất cả đây là anh đều cân hết. Dạ. Yeah. Bánh phở anh còn cân mà, nghĩ chứ không cân. Thì con làm đi, con cân đi, con cân cái đó là 4 tô đi đổ vô đi. Trời ơi. Chết rồi. Cái tô luôn. Mở cái không? Okay. Trời, cái tô này em nghĩ nếu mà làm ra là cũng phải một gia đình ăn luôn anh. Nó giống như cái lẩu á. Chỉ là cái lẩu. 4 tô là cái lẩu rồi đó. Dạ. Rồi, con cho hành vô đi. Dạ, rau hành rồi. Chan nước lèo vô là quất luôn. Rồi, hành lá vô con. Căng quá rồi, bỏ xì lọc ơi. Có, đây. Rồi, chan nước lèo. Rồi, nhìn mâm thịt này đã quá nha. Cắt nhìn rất là đều, này chắc là cắt máy. Ủa, cắt tay luôn hả chị? Wow, công phu quá. Bây giờ đó, cái này phải dùng từ lên cái nồi chứ không lên tô gì. Lên cái nồi á. Cái nồi, cái thau. Đây em gửi. Đây, đưa đây. Bây giờ cầm cái nồi, lấy cái mâm. Bê bơ con lấy cái mâm lên cho ba chứ còn cái này bưng không nổi đâu. Không nổi thiệt á. Cái này bằng mọi giá cho rửa chén mà được mà. Đúng rồi. Anh em mình hồ vô thuốc cho chết luôn. Đúng rồi. Anh em này hổ báo lắm cả nhà ơi. Thăm ngày mình biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay mình phải cho anh em ứ thừ thôi. Wow, cái giá cũng to nữa. Ba giá thôi là đầy cái tô của mình luôn. Trời ơi. Ôi. Đấy, tô phở khổng lồ nha. Rồi giờ nhờ. Thôi đi anh bưng cho. Dạ, anh bưng luôn hả? Đây, muỗng ha, muỗng đũa là mình lấy ở ngay đây. À. Này ông ăn mà cái giá chứ cái muỗng thôi. Em có muỗng riêng của em không? Em có muỗng riêng, em có muỗng. Rồi xuống đổi muỗng riêng nha. Dạ. Ở dưới kia. Uống cái tô này bảo đảm là chết chắc. Anh chủ vui tính lắm cả nhà. Rồi, tôi qua luôn. Ủa, không gian quán. Ê. Bốn tô nhiều dữ vậy. À, bốn tô á. Bốn tô, vậy là tại vì bên quán bán chất lượng mà anh. Ngon chưa? Cái bàn này là riêng tại vì quán mình hôm nay là nó cũng tương đối nó hơi đông, không cho nên mà thấy dọn cái bàn đặc biệt riêng cho mình ngồi. Đó. Rồi cố gắng nha. Ai mà ngồi chung mà không nhìn em cái tô ổng là hoảng không cái băng luôn. Hoảng thiệt luôn á anh. Trời ơi. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Okay. Con ơi, thôi anh cứ ăn đi sao anh thắc mắc hoài à. Ăn đi. Bốn tô đó, ăn cái gì đâu. Nhiều quá vậy. Chị. Thôi. Cũng anh đang làm bò. Anh đang làm bò bít tết. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi.
Chào anh. Anh Tuấn ơi. Chào anh. Anh Tuấn tập trung quá. Anh Tuấn đang làm bò hả? Anh, cái tô bự quá. Tụi em phải ăn với cái này. Anh đa năng quá cả nhà. Luôn nó làm đủ thứ vị trí luôn nha. Ở đây là có món bò né, bò bít tết đó anh. Rất là hấp dẫn, cái chảo bự lắm luôn. Mà thơm hồi nãy anh đi nghe mình thấy rồi. Rồi thôi bây giờ bảo Lộc sẽ ăn tô này nha. Chiến thôi. Anh Lộc sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Xoay gương đi. Đè vào đó, đè vào đó. Hôm nay bảo Lộc sẽ thử đáp tô phở Quỳnh Mai 5 á lộ 4 phần siêu to khổng lồ. Gì? Sao mình nghi quá cả nhà. Cái này sao mà 4 phần được đây? Không biết là có uổng khúc anh nào. Lo anh ăn nhanh đi, phở nó nở ra bây giờ kìa. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ. Mời anh Tuấn nha. Dạ, mong ngồi chiến đó chú ơi. Rồi. Quá trời luôn cái tô. Bánh phở cực kỳ nhiều luôn. Mới sáng rồi. Mà nhìn cái sợi phở rồi. Ôi, mình còn nhớ lần trước mình ăn phở Quỳnh Mai đó nha. Bảo Sư Lộc giới thiệu một quán quê hương rất là chất lượng. Cái tương này cũng lạ lắm cả nhà. Dạ. Có tỏi á. Tương giống như là mềm. Cắn vào nó vỡ tan nè. Thế mình coi cái lượng phở đó cả nhà. Nhiều lắm. Ở đây một phần họ bán phở cũng nhiều lắm cả nhà. Má ơi. Dữ vậy. Ăn tô này phải nhớ đến má rồi, quê hương luôn mà. Bảo Sư Lộc hay đi với mẹ là hay đến đây ăn lắm cả nhà. Với dì nữa. Nhưng mà dì Trang có coi được clip điểm danh nào. Nhưng mà sao mà nó nhiều dữ vậy? Ăn thì ăn đi, cứ thắc mắc hoài vậy. Thì với anh cũng phải biết lý do tại sao rửa chén chứ. Thì khi nào rửa đi rồi em nói. Là có lý do rồi. Có không? Như này. Ai. Nhưng mà sợi phở thấy sao anh? Sợi phở anh thấy hồi nãy anh thấy một cái câu đó là có một cô bỏ phở vào từng cái bịch nhỏ, từng cái ly nhỏ để đảm bảo cái lượng phở nó bằng nhau. Đúng. Bên đây mình thấy anh chủ á là sử dụng máy móc để thay nguồn nhân lực đó cả nhà. Tại vì một cái quán mà lớn như vậy đó cả nhà, nhìn này, ở đây có không gian trên lầu cho nhóm khách đoàn luôn á. Không gian trên đây là có sức chứa lên tới 200 người nha. Một cái quán bán đồ ăn nhiều như vậy thì phải suy nghĩ ra những cách để mà tiết kiệm. Rồi cái gì đó. Và đặc biệt là cái máy rửa chén đó rất là cần thiết cho những ai mà sử dụng với là một cái tần suất lớn. Ôi Trang vô. Ôi mày gót luôn á. Mày gót. Màu sắc đã thay đổi chưa? Ngon hơn chưa? Em nhìn sao em thấy thấy tội nghiệp cho người anh. Ngồi cho ớt vô nữa rồi. Hết ớt luôn. Quá đã. Không đã đâu em. Sáng sớm ăn tô này nóng hổi luôn. Vừa thổi vừa ăn nè. Đó. Cho tới có xả. Rất là thơm. Đó. Ăn vào mình liên tưởng tới món bò kho xả. Và đặc biệt bò ở đây cả nhà. Bò Củ Chi. Chất lượng rất là ok nha. Bò Tây Ninh. Alo bò Củ Chi. Vậy thì hãy làm một chảo bò né đi. Sao em ác quá vậy? Kêu mình ác nữa chứ cả nhà. Anh không nhớ những lần anh ác với em mà. Lần nào? Trời lần nào nữa em nhớ hơi bị nhiều á. Lần gần đây nhất là ác luôn với anh Michael. Mười mất mì. Anh em này chuyên môn. Có lẽ nào anh phải trả giá ở clip này. Anh em này kiểu như ác nhưng mà không có ác quá cả nha. Kiểu như ác nhiều clip gộp lại hôm nay mình quất một clip. Gì? Ồ anh em nghi ngờ rồi. Nói vậy anh em nghi ngờ rồi. Trời ơi. Bò viên không ơi. Anh Lộc. Bò viên. Bò viên đây không quá to. Bò viên vừa vừa thôi. Bò viên này đó anh chủ mua ở đâu? Em chủ tự làm. Đúng rồi. Theo như em nhớ là có bán bò viên cân ký luôn á. Có luôn. Dạ. Cả nhà thấy á, quán á, không gian nè, bàn ghế nè, rồi lượng chất lượng đồ ăn nè, đầu tư rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà cái giá tại sao? 55 ngàn. Phải chăng.
55.000 thì so với một cái tô mà hồi nãy mình quay cả nhà thì cũng không phải là quá cao. Thì anh chủ chia sẻ là mình có thể sử dụng những cái cỗ máy á, những cái máy móc để mà mình giảm thiểu cái tiền nhân lực, và từ đó mình sẽ đầu tư vào cho cái món phở cả nhà. Nên giá ở đây vậy là quá ok rồi. Chốt. Gơn sụn cắn. Đúng rồi, ăn hết luôn nha. Nói chứ sụn đây cũng là cơ hội đó anh, nó là những người bạn của anh đó. Nói mà nó cũng là con dao hai lưỡi á nha. Thì bỏ sọc ăn ngon miệng quá. Ủa, nãy giờ chắc là ăn cũng nhiều rồi đấy, nhưng mà thấy phở vẫn không xếp luôn, không ấy. Nhưng mà anh ăn mấy cái sụn này nè, anh nhớ nhúng xuống nước để cho nó nóng á. Bỏ sư Lộc học cách của cô Nam luôn là xô những cái đồ ăn lên nữa nha. Ba cái muỗng mình rất là bự luôn đó nha. Mà mình bỏ phở ở đây, ở dưới vẫn còn đầy ngập luôn. Wow, người chủ rồi cả nhà. Tuấn ơi, chắc kèo này em phải anh Tuấn nhận em làm nhân viên rồi. Nhiều anh Tuấn. Quá anh Tuấn ơi. Em nó kêu này 4 tô mà anh không tin. Anh cứ nghĩ xấu cho em không à. Đúng rồi. 4 tô à. 4 tô gì mà bánh phở dữ rồi ta. Nhiều dữ. Dạ, cái thuốc mà ơi dạ. Mọi người không biết có nghe được câu của anh Tuấn mới nói không. Quán này á cả nhà ơi, mình thấy á là có nhất rất là nhiều những quan chức á, những công an, những người làm giống như mấy anh này nè, bên gì nè, chứng tỏ là quán bán rất là uy tín và chất lượng á. Nên là điểm dừng chân của những anh công an, trong đó có anh võ sĩ nữa. Anh võ sĩ Lộc. Chào chà. Trời ơi. Quay dạ, thành công. Dạ anh. Ăn hết luôn anh. Dạ. Chắc ăn không hết rửa chén. Không hết nổi quá. Nhiều quá. Không cắt ghép. Dạ. Anh em mình ăn là ngồi ăn giữa thanh thiên bạch ngọc. Cắt ghép mình không ngồi vị trí này đâu. Chứ ngồi đâu? Phải ngồi cái góc bên kia chứ. À đúng rồi, ấy là anh đang ngồi công khai giữa quán luôn nè cả nhà ơi. Này đấy, quá trời ớt, thật tế tương. Anh tương này giống như tương xí mùi á ha. Không biết phải không. Rồi cay 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 rồi. Anh đang quốc ớt mấy xác lát ớt siêu to khổng lồ. Wow, bỏ xe lỏng ra ăn nãy giờ cực lực luôn. Anh né đầu cũng đụng phở luôn á. Dạ. Quá nhiều luôn. Thì em lấy cho anh là 4 phần sụn với 1 phần thập cẩm mà. Ê. 5 phần đồ ăn. Về quê hương này là kiểu này là chôn nhau cắt cốn luôn rồi. Người ta nói là có lại về úp mạnh vào sống quê. Rồi số 1 rồi, cảm ơn chú nha. Mấy chú đi ăn ở quán phở và thấy thanh niên này là phải giơ tay số 1. Chú ơi, con ăn không hết tô này con phải đi rửa chén á chú. Nhiều quá. Hứa với quán rồi, ăn không hết là rửa chén chú ơi. 5 tô chú. Dạ. 5 tô bên đây luôn á. Ủa. Chú hỏi cả. Thôi lỡ rồi, em rất thẳng luôn á. 5 tô đó. Cho anh bỏ cái tờ 5.000 em đi. Và Anastasia ơi, em thấy phần đường đổ mày phản diện có hiệu quả không? Có gọi là nhập vai không? Anh thấy sao mà nhiều dữ vậy? Không thể nào là 4 tô được cả. Trời ơi chú, đã lỡ là mình buộc miệng nói ra. Anh Lộc cảm ơn chú đi. Nhờ chú mà mới biết được bộ mặt thật của thằng em. Clip này mình tập chắc rồi cả nhà. Tại vì mình ăn đây một phần rất là nhiều. 4 phần là mình đã rất là cố gắng rồi đó. Thì thôi, có cái đáng ăn đi. Anh hãy đừng có nhăn nhó như vậy. Anh hãy coi đây là một dịp để anh có thể trải nghiệm mấy đứa chén. Đúng không nào? Thôi bây giờ mình nghe 5 tô mình thay đổi chiến thuật liền cả nhà. Mình sẽ ăn đồ ăn ngon trước. Quá là sáng suốt.
hay quá Quang Sứ Lộc ơi. Có thịt này công nhận nó kết hợp với những cái lớp mỡ phía dạ. đầu đúng rồi. Cắn vào nó bao quanh lấy nhau giống như những cặp tình nhân đang ôm ấp nhau mà nó lăn lộn ở trong lưỡi của mình khiến cho mình thật là gato. Gato hả? Wow, anh chủ ăn phở luôn. Nói chung một điều vậy nè Hùng, một hình ảnh hình ảnh một người chủ dạ. Yeah. Ô, anh kêu qua coi anh ăn phở luôn hả anh? Trời ơi đó, từ anh ăn luôn nè, nhưng mà anh ăn một tô cũng bình thường như khách luôn. Thì bình thường dạ. Mình cũng không nói là mình ăn, chỉ gọi nhân viên là có hai phần bảy thôi. Dạ. Yeah. Thì nấu bình thường. Ừ. Đó. Mọi cái nó đều có đôi lượng hết rồi. Ừ. Mặc mặc tập về ngồi ăn luôn. Trời ơi. Cô gái hơn không được. Đó. Quá keo. Đúng rồi. Cô gái thấy anh rất là thiệt giản dị bình dân luôn cả nhà ơi. Đó, tuy là chủ nhưng mà mình phải học từ anh rất nhiều. Thôi em chúc anh Tuấn ăn miệng nha. Yeah. Dạ. Vào đây thì khách đông mà, cho nên cái khả năng mà có người xem kênh nó cũng cao lắm. Thôi giờ hả, đợi lâu nữa là không nhận đâu nha. Mời mời sớm nha. Để sẵn đây. Trời ơi, anh nhúng nước cho nó nóng đi anh. Anh nhúng trong nước đi. Ồ. Oh. Ok, cảm ơn người anh. Rồi quay lại chiến tiếp. Ngon mà Hùng không ăn. Rất là tiếc. Gần. Ủa anh cầm miếng gần lên là anh phải biểu cảm vậy hả? Thay vì biểu cảm kia thì nó ghê quá. Biểu cảm gì? Hoài á. Mới vô đây mà hoài gì? Cố lên. Anh hãy coi đây như thế hết bún sữa đi. Qua. Đâu? Oh, chỉ còn một miếng sụn run rẩy thôi. Anh nghĩ cái số lượng sụn lẻ hùng chắc nó cũng chênh chênh mới gần gần với cái miếng sụn của họ mới ăn á. À. Miếng em ăn là nguyên tảng bự. Còn cái này là họ chặt ra rồi. Nhiều thật lắm. Anh muốn ăn miếng đó hả? Ở trong nồi bự còn nhiều lắm. Có mấy tảng nạm á, phải nói là bự hơn cái tô mình luôn á. Ghê thiệt. Mấy tảng nó nhìn nó giống như những cái tảng đá ngồng nữa. Nó lúc dớt ra nó. Nó cui cui, nó đúng bự luôn. Ghê. Gần hết rồi, gần hết rồi. Ồ. Gần hết đồ ngon rồi em ơi. Ôi thôi ăn tới đây là cũng hết nước luôn á cả nhà. Nãy giờ bạo cực lực luôn. Đó. Ôi. Cái lớp màu vàng vàng á. Dai hả? Béo quá. Béo hả? Chúc mình đi chui địa đạo đi. Thiệt á hả? Anh đi chui địa đạo đi. Anh chui sao vừa. Bữa em chui em còn thấy ngộp nữa. Anh Lộc là giờ hết cơ hội chui rồi. Đúng không? Tiếc quá. Lâu lắm mà anh Lộc không chui. Giờ thử thách vậy nè. Giảm cân đến đến nỗi chui được địa đạo. Trời ông, chấp nhận thử thách không? Nếu anh chui được á, anh cũng không chui đâu. Sao anh? Anh sợ làm địa đạo bị dính bò. Nhưng mà nếu mà ngày xưa sau đi ra ngớt quá. Nếu mà ngày xưa anh như vậy đó là một cách để mà báo hiệu cho đồng đội rất là hay. Báo hiệu gì? Kiểu như người ta có thể biết Võ Sư Lộc đang đi hướng nào. Báo hiệu cho kẻ thù của em. Võ Sư Lộc cũng kiểu biết đánh lạc hướng á. Đi tới đó thấy có hai hướng. Phun bên kia một miếng bò, phun bên đây phở, đi tiếp bên này nha anh em. Kẻ địch đó đâu biết đâu. Anh em này tiêu cực quá. Kẻ địch đi anh đeo anh hướng này bò là giống như là những tên chỉ điểm á. Điệp viên á. Điệp viên cắm trong hàng ngữ. Kẻ địch không biết đi đeo hướng bò. Tại vì thấy bò là thịt mà. Đó, ai về đâu rớt xuống hầm chồng. Hay quá, Võ Sư Lộc phải tuyên dương thôi. Nhiều khi anh sợ anh bị rớt trước em. Tại anh ăn no quá, anh hết nhớ đường. Trời ơi, sao đây em thấy nhiều công an ăn dữ vậy. Công an này là ở đâu ta? Ở Tân Thông Hội hả? Huyện Củ Chi. Nhưng mà nhiều ghê á. Hello, hello. Hello. Anh bằng hết mấy chú mắt súng rồi mới bắn. Mấy chú bắn xong à rồi xong. Trời, tưởng tượng nếu mà chú cún nào mà là lọt vào ngôi nhà này ha, sẽ có bò và sùng ăn ngập mặt luôn. Những người chủ kiểu ngoan đi con, sùng anh cũng thiếu rồi cho cún ơi. Nhiều khi cắn nhau để biết rồi không. Gì? Phải là năng cắn nhau để được không ăn á.
kiểu đỡ đúng thường đun đẩy á, đun đẩy nào thua được ăn á. Sao rồi ăn mẹ thế đó anh mới vừa xong tôi mở dạ wow. Mà anh Tuấn ơi anh biết rồi, anh biết 5 phần rồi. Hồi nãy có cái chú kia hỏi em lỡ miệng, em buồn miệng em nói ra. Mà anh thấy vài cái anh ăn hết sụng trước rồi, ăn đồ ngon trước. Đó rồi giờ có anh Tuấn đây là 5 phần á. Không phải lỗi tại anh à. Mà ăn chay rồi đó. Thuốc cho bằng được. Thuốc cho bằng được. Đó. Anh nghĩ nói chung là anh cũng muốn cho em trải nghiệm thôi à. Anh Tuấn cứ bật sẵn máy đi đó. Chúng em vô liền. Máy cũng phải sẵn cho nhấn nút mà chạy thôi. Ok. Trải nghiệm rất là đáng nhớ. Anh Lộc á mà đi địa đạo mà cứ rải phở trong cái địa đạo á, em bỏ anh vô máy rửa anh luôn. Đã phải dọc trước qua máy cả nhà. Vậy là cái máy phải bự ra em. Nó mà không vừa đâu. Cái hông anh kẹt lại á. Máy đó em chắc vừa á. À, em phải làm nghiêng. À. Cái đó Phinh Hằng là vừa. Đúng rồi. Vừa đủ. Mình cầm cái chân Phinh Hằng kéo ra kéo vô. Kéo vô. Sập luôn. Nati Thanh nữa anh. Nati Thanh là bao vừa luôn á. Là gió mưa. Bao nhiêu mệt hả? Đây còn nhiêu đây nha cả nhà. Cố lên Võ Sư Lộc. Sau khoảng 3 phút nghỉ mệt cả nhà ơi, Võ Sư Lộc ăn tiếp đây. Dứt. À, anh chủ anh dọn luôn. Anh là người dọn bàn luôn. Thường những người chủ mấy quán ăn lớn, mình gặp một số người rồi. Người ta thấy việc là người ta làm, chứ người ta không có phân biệt là chủ tớ. Những người như vậy thường rất là thành công. Chiến. Họ không nấu luôn hả trời. Ghê vậy. Anh em nhất quyết không chịu rửa chén rồi. Để coi chạy cối được tới đâu. Coi YouTube anh hoài vậy. À. Anh ăn tô bánh canh kiểu mấy đúng không? Dạ dạ. Bánh canh cua á. Dạ. Bánh cua luôn à. Ồ. Đây có một cô fan nè. Cô. Oh. 5 tô. Con kêu 4 tô mà Hùng chăm cho con một tô nữa là 5 tô. Hèn chứ. Mà chắc con rửa chén rồi. Dạ, cảm dạ. Ơn cô. Chúc cô sức khỏe nha. Giỡn xin lông, giỡn xin lông nổi mà, cố lên. Dạ con ơi. Rồi. Anh Yên đã ăn tới bây giờ rồi, không lẽ chịu thua trời. Chắc thúc hết luôn đi chứ. Trời chắc thúc về và sẽ có hậu nè. Người anh sẽ thúc được á. Nhưng mà anh cũng muốn trải nghiệm. Anh đi spa cho cái tô của mình. Nên anh sẽ xin phép anh Tuấn á. Cho anh trải nghiệm rửa chén luôn. Anh Tuấn ơi. Cái này là em sẽ thúc hết. Nhưng mà em vẫn xin phép là cho em rửa thử cái tô của em. Máy chạy nó như thế nào. Đúng. Dạ. Em cái kết coi là đẹp. Dạ là cây sốt mình. Dạ. Ăn không hết mà rửa là bình thường. Nấu ngày này ăn hết mà xin rửa chén. Xin rửa đúng rồi. Ok. Mở mấy ký rồi. À chắc cũng hơn 3 ký á. Hết luôn rồi. Hết luôn anh ơi. Trời ơi, vậy là anh em mình thuốc anh đi này không nổi rồi. 5 tô quá anh. Rồi bánh tay cái luôn. Quá dữ. Dạ. Trời ơi ghê thiệt. Hồi nãy em cầm cái tô lên em không nghĩ là anh ăn hết anh ơi vậy mà. Rồi. Thôi. Mình cho vào trải nghiệm luôn. Dạ. Dạ. Bỏ cái túi của em vô luôn. Rồi. Cái kết này là như thế này. Rồi chén. Mình cũng phải cho cái gì mình phải làm sơ để cho nó sạch mấy cái này. Hồi chén sơ thôi cả nhà. Chén sơ tô thôi. Đó.
rồi em lấy lâu cho được cái thôi, một thôi đủ rồi đó, được rồi đó, em cần đúng rồi, ok, trái cho nó sạch cái dạ. Ồ, oh, đây lên chạy, đi. Chạy nha, rửa tô tô khổng lồ luôn. Cho em nó đi xì ba. Ồ, rồi đi qua bên kia. Ôi, nó lật ngửa lên luôn rồi nè. Đúng rồi, nó sạch nước văng lên mà. Dạ, thôi. Rồi thử. Thử coi đi anh ơi, coi coi nó như thế nào rồi. Rất là nóng, rất là mềm mịn. Dạ. Mềm mịn và nó còn có độ nóng nữa nè cả nhà. Đó. Nó thử trùng luôn, tiệt trùng luôn. Ăn cho thêm lần nữa được không anh? Đi nữa hả? Dạ. Đi spa, đi spa. Dạ. Để em quay ngay đây nè. Dạ. Cho nó chào khán giả. Ok. Thử đi. Ở cái tô của mình nè cả nhà. Bị giò nó rửa nha. Wow. Rồi sao quá đã. Một lần nữa nha cả nhà, quán phở Quỳnh Mai là sử dụng cái cỗ máy đây inox nhân nghĩa, và đây là có số điện thoại luôn. Nếu mà những ai mà đang có nhu cầu mở quán ăn với một cái quy mô lớn á, thì nên đầu tư một bộ như vậy để có thể tiền lời hơn trong việc rửa chén bát nha. Với lại mình cũng có hỏi anh Vũ rồi là bên quán bên bên đây cho thuê luôn á, cho thuê những cái máy này luôn. Có cho thuê hả? Dạ có cho thuê luôn. Anh ở lạnh đó. Dạ. Mình là không có cho thuê. Dạ. Dạ. Ok. Thế là cho thuê người ta dùng thấy ok là người ta sẽ mua. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Trải nghiệm á. Cái tiền mình cho thuê cũng không rẻ được. Dạ. Mà nếu mà đầu tư thì mau lấy lại vốn, mau hoàn vốn lắm, rất căng hoàn vốn. Dạ. Mình đã nói từ đầu đó, mình đầu tư máy này 100 triệu mà dạ, mình bớt được 2 nhân công. Dạ. Thì một người 5 triệu thì phải là 10 triệu một tháng thôi. Dạ. Một năm thôi là mình đã dư được 20 triệu đó. Dạ. Vừa hoàn vốn dư 20 triệu. Dạ. Mà nay mình xài đã 10 năm rồi. Đó là sập luôn. Nhìn rất là sập luôn. Rồi. Rồi. Giờ mình ra ngoài mình nhận xét nha. Nhận xét. Dạ. Anh Tuấn ơi, em mà nãy em không cố ăn hết á là anh Tuấn cho em rửa hết nguyên đống đó luôn đúng không? Bà ăn hết cho nên anh rửa cái tô của mình thôi. Phải chấp nhận nên mình cố gắng mình ăn hết để rửa cái tô của mình thôi. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Hết tô rồi cả nhà ơi. Rồi cuối cùng mình đã trải nghiệm được công nghệ xì ba massage rửa chén cho em tô của mình. Biết nãy cho cá ăn dĩa cái. Tới quán phở Bình Mai thì một trong những quán phở rất là nổi tiếng ở Củ Chi cũng như là ở quê hương của mình, nên mình cũng có thêm động lực để có thể vượt qua được cái thử thách ngày hôm nay. Nay thực sự rất là nhiều quá nha, nhưng mà đồng giá ở đây, đồng giá chỉ là 55.000 một tô thôi. Yeah. Các bạn có thể trải nghiệm phở cũng như là trải nghiệm cái không gian của quán, và mình hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn coi đó là công nghệ quán rửa chén như thế nào, rất là sạch. Yeah. Cũng như là đảm bảo sẽ có những cái không gian và tiết kiệm được cái nhân công nữa. Thì cái đó anh nói anh sẽ dùng vào trong việc mà giữ cái giá thành của tô phở nó không có bị dao động nhiều. Ở đây thì lượng topping cả nhà rất là nhiều, có tái nè, có nạm nè, đặc biệt là có cái sụng á, vơi luôn rồi nó đây nè, nó bắt đầu vơi luôn rồi. Tiện có tủy nữa, cái nồi này một lần nữa là cái nồi này là 200 lít cả nhà. Dạ. Sao mà không ngọt được mình ơi. Dạ. Quá là ngọt luôn. Thì mình mong là khi mình giới thiệu món ăn ở đây cũng như là giới thiệu cái máy rửa chén cũng như là công nghệ rửa chén như vậy, các chủ quán mà có xem kênh được á có thể tham khảo trải nghiệm thử coi, có thể là mình thuê trước mình coi nó có hợp lý thì mình bắt đầu mình đầu tư tăng cường. Mà anh rất là thích cái việc mà cái tô nó được đưa qua đó và có một cái lớp kiến ở giữa nữa, giống như nó sẽ chào người chủ mình quan sát mình. Em tắm nha đó. Rồi ra là sạch sẽ, nó thấy giống tắm tắm lộ thiên đúng không? Phải lên có rèm, có rèm lại nào mà để mấy em tô mắc cỡ là che lại. Thì đó là cảm ơn cả nhà đã trải nghiệm cái tour về Củ Chi của anh em mình. Thì còn một clip của Hùng nữa cả nhà, thì có thể là sẽ băng chậm cái clip đó thôi. Trời ơi. Rồi ok, có dịp cả nhà hãy ghé qua quán phở này để trải nghiệm thử nha. Phở Quỳnh Mai hướng mà đi từ Sài Gòn về Củ Chi quốc lộ 22. Thì anh em mình có các fanpage trên Facebook, nếu như mọi người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event, hãy like và dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha.
link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký kênh cả kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Thì trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại bình luận như comment, mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà cùng thân nha. Ok, xin chào các bạn.